chào mọi người. Hôm nay Lộc sẽ hướng dẫn cho mọi người tính năng của chiếc xe Tiguan OnSpace, đó là hỗ trợ đỗ xe trên bản Topline, Luxury và Luxury S. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé mọi người. Số D đúng mọi người. Và chúng ta bật cái tính năng Park Assist lên. Về cái đèn xi nhan này thì chúng ta sẽ chuyển qua bên phải, đá đèn xi nhan bên phải nha. Đó, rồi nó sẽ hiện lên là cái tính năng Park Assist ở trên cái màn hình lái của chúng ta nè. Bây giờ chúng ta sẽ tiến về phía trước. Cứ tiến về phía trước nha. Đó. Rồi, mọi người nhớ phải đeo seat belt vô và bỏ cái thắng tay ra. Đó, mình sẽ tiến về phía trước nha mọi người. Cứ tiến về phía trước. Tiến cho đến khi nào á nó có cái biểu tượng và một cái hình nó chỉ vào phía trong. Cái mũi tên nó chỉ là mình lùi lại thì mình vô số lùi. Đó. Thấy không ạ? Thấy cái biểu tượng này đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô số lùi nè. Chúng ta sẽ vô số lùi. Rồi, và bây giờ Lộc sẽ bỏ tay lên nhé. Lộc thả tay ra đây. Mọi người sẽ thấy nó vô lăng nó đang tự quay nha mọi người. Lộc bỏ hết tay ra rồi và nó lùi. Lùi rất là nhanh. Rồi, bây giờ nó biểu tượng của cái chiếc xe nó có cái mũi tên là tiến về phía trước. Rồi chúng ta sẽ vô số tiến về phía trước. Đó, chúng ta vô số tiến phía trước thì cái vô lăng này nó sẽ xoay nè mọi người, nó sẽ xoay để cho thẳng cái xe. Rồi nó có cái tinh, rồi nó lại báo là cái hình lùi vô, mình sẽ vô số lùi nữa. À, bây giờ mình về vào số lùi nè và mình lại bỏ tay ra. Đó, thì cái xe của mình nó sẽ tự lùi vô nha mọi người. Đó, nó sẽ lùi thẳng vô, nó sẽ lùi thẳng vô. Ok. Rồi, nó đã hoàn thành. Ok nha mọi người, bây giờ mình sẽ dừng ở đây, nó đã hoàn thành. Và bây giờ mình muốn tiến ra thì mình bật lên và mình đá xi nhan bên phải thì mình tiến ra thôi nha mọi người. Ok. Đó, bây giờ khi nó lùi rồi thì mọi người sẽ thấy nó rất là gọn vào bên trong. Đó, đó là ghép dọc nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người ghép ngang. Trước tiên thì chúng ta sẽ thấy cái không gian lúc này nó rất là hẹp và mình thấy hai cái chiếc xe phía trước. Bây giờ Lộc sẽ cho nó ghép ngang vào hai cái xe này và mình sẽ thực hiện nha mọi người. Khi mà mọi người thấy cái không gian nó hẹp như thế này thì mình mới thấy được cái sự thông minh của nó. Bây giờ mình sẽ bật cái tính năng bắt exit này lên. Rồi mình đánh xi nhan về phía bên phải và mình tiến về phía trước theo như cái chỉ dẫn của nó nè. Mình tiến về phía trước. Rồi mình đánh xi nhan bên phải. Đó, mình cứ đánh xi nhan bên phải mình tiến thôi. Đó, lúc này nó sẽ thấy một cái khoảng trống. Và bây giờ mình cứ tiến lên nha. Mình cứ tiến lên đi. Mình cứ tiến lên một chút. Đến khi nào nó báo cái hình để cho mình lùi vô thì mình lùi nha mọi người. Đó, mọi người thấy không ạ? Nó báo cái hình để mình lùi vào xe rồi đó. Bây giờ mình sẽ thao tác mình vô số lùi ở phía dưới này nè. Mọi người sẽ chuyển cái cần số về số lùi nhá. Cái biểu tượng nó sẽ là lùi. Đó, và cái vô lăng nó đánh. Mọi người quay thấy cái vô lăng không ạ? Cái vô lăng nó sẽ tự xoay và lúc này là Lộc sẽ bỏ tay ra nè, không cầm vào cái vô lăng nữa và nó sẽ tự nó vô nha mọi người. Đó, tất cả những cái thao tác nó sẽ như vậy. Đó, rồi nó vẫn đang lùi vào trong cho Lộc đây. Đó, cái vô lăng đó. Rồi chúng ta nghe cái tinh. Chúng ta nghe cái tinh và trên màn hình nó báo chúng ta là phải vô số tiến về phía trước. Thì bây giờ Lộc sẽ vô số D và nó cái vô lăng nó lại đánh. Khi mình vừa vào số D đó, cái vô lăng nó đánh liền. Rồi, mình cứ bỏ tay ra, cứ tự tin nha mọi người. Nó rất là thông minh. Rồi, bây giờ mình lại vô số R và mọi người lại thấy cái vô lăng nó đánh tiếp nè. Đó,
mình bỏ tay ra này mọi người. Mình nhìn lên cái màn hình, mình cứ nhìn vào cái màn hình nó sẽ có cái biểu tượng lùi hay tiến, thì mình cứ làm theo nó và cứ an tâm mà làm, bởi vì nó rất là thông minh. Vẫn tiến vào được. Rồi, bây giờ mình lại vô số tiến để nó tiến lên. Rồi, bây giờ đã hoàn thành. Và bây giờ Lộc sẽ bước ra phía ngoài để quay cho mọi người xem coi ở bên ngoài nó như thế nào nha. Chúng ta sẽ xem bên ngoài. Đó, bây giờ Lộc đã ghép vô, ghép ngang trong cái xưởng của mình, nó ghép vô rồi. Đó, mọi người thấy Lộc ghép ngang vô không? Nó rất là đều và đẹp. Khoảng cách giữa xe trước và xe sau cũng rất là ổn, thấy không ạ? Đó, vâng mọi người, lúc nãy chúng ta hỗ trợ thì chúng ta đi vô rồi đúng không ạ? Đi vô thì nó phải có đi ra. Cái thằng này nó có một tính năng cũng rất là hay là hỗ trợ cho chúng ta đổ vô trong cái bãi đổ hoặc là ghép ngang rồi, nhưng mà nó cũng chỉ giúp chúng ta đi ra khỏi cái nơi mình vừa đổ đó, vừa ghép ngang đó. Thì chúng ta bật cái tính năng bắt axit lên. Đó, chúng ta đã đánh xi nhan. Bây giờ chúng ta sẽ vô số lùi, đúng không ạ? Bật xi nhan qua bên trái. Rồi, bật tính năng bắt axit lên. Rồi, nó sẽ lùi lại nè. Nó lùi lại, nó cũng hướng dẫn à, mình cũng không dùng tay đâu nha. Đó. Rồi, nó kêu tinh, nó vừa lùi rồi. Bây giờ nó nói chúng ta tiến tới phía trước. Chúng ta cứ theo cái biểu tượng ở trên màn hình lái của mình nè. Tiến về phía trước nè. Lộc không sử dụng tay. Tiến về trước, phía trước. Rồi, lại lùi tiếp. Nó báo, nó cứ cái tinh thì nó sẽ báo một cái biểu tượng tiến hay lùi, mũi tên tiến hay lùi, rồi chúng ta sẽ thao tác theo nó. Rồi, cứ tự tin, không có vấn đề gì đâu mọi người. Rồi, chúng ta sẽ tiến. Vâng, và nó vừa giúp Lộc đi ra khỏi cái nơi ghép ngang vừa rồi rất là chuẩn và an toàn nha mọi người. Ok. Rồi, chúc mọi người thành công với cái tính năng hỗ trợ đỗ xe này. Và tính năng này rất là thông minh. Mọi người thấy là hai cái chiếc xe nó cách xa cũng không có xa lắm mà nó hỗ trợ vào rất là vuông vức như vậy. Thì Lộc nghĩ tính năng là tính năng rất là cần thiết, rất là hiện đại trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chia sẻ video này đến với mọi người.